Các con thân mến, qua phần trò chơi, chúng mình đã ghi nhớ lại được một năm có 12 tháng đúng không nào? Và một năm có 4 mùa, đó là các mùa xuân, hạ, thu, đông. Vậy thì các con sẽ rất dễ dàng để thực hiện bài tập số 1 của cô. Bài tập số 1 của cô yêu cầu kể tên các tháng trong năm. Các mùa xuân, hạ, thu, đông là ở những tháng nào? Các con nhớ nhé, bài 1 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, kể tên các tháng trong năm. Yêu cầu thứ hai, các mùa xuân, hạ, thu, đông là ở những tháng nào? Với bài tập này, cô sẽ dành cho các con 3 phút để hoàn thành. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng, chúng ta cùng làm bài tập nào. Thời gian 3 phút đã hết rồi. Các con cùng đối chiếu phần bài làm của mình với đáp án của cô nhé. Một năm có 12 tháng, lần lượt từ tháng 1 cho đến tháng 12. Lịch âm, tháng 1 còn có tên gọi là tháng riêng, giống như trò chơi cô đã giới thiệu rồi đúng không nào? Tháng 12 có tên gọi khác, đó là tháng chạp. Các con đã nhớ chưa? À, đó là yêu cầu số 1 thôi, còn yêu cầu số 2 nữa. Các mùa xuân, hạ, thu, đông là ở những tháng nào? Trong bài này chúng ta cần ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc các mùa trong năm. Thứ nhất, mùa xuân từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3, tức là mùa xuân gồm có 3 tháng, tháng 1, tháng 2 và cả tháng 3 nữa. Theo lịch âm nhé các con nhé. Mùa hè là từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6,